Xin chào cả nhà, mình là Ngô Mai Phương. Hiện tại thì mình đang công tác tại VTV và mình đã được Mega Fashion mời về làm đại diện hình ảnh. Và nhiệm vụ của mình chính là review đến cho tất cả các khách hàng của Mega Fashion những bộ trang phục hot hit nhất tại Mega Fashion và cho mọi người thấy rõ về chất liệu, kiểu dáng và form dáng của nó ở bên ngoài đời như thế nào. Vì nhiều khi mọi người nhìn ảnh thì mọi người sẽ không có độ tin cậy cho lắm. Nhưng mà khi mà Phương mặc lên thế này thì Phương sẽ show cho mọi người rõ tất cả mọi thứ luôn. Và quay video cũng rất là chân thật nên mọi người sẽ thấy được cái sự gọi là sự chân thật nhất về cái bộ trang phục mà mọi người đang muốn mua nhá. Thì cái bộ trang phục Phương đang mặc trên người là một bộ trang phục có chất liệu là Yumi. Chất liệu này thì đã rất là nổi tiếng ở Mega Fashion rồi, mọi người nhìn này. Chất liệu này thì không bao giờ sợ bị xù hay như nào cả. Đấy, nó cực kỳ chất, nó cực kỳ chắc chắn và lì luôn ạ. Và đanh ấy, kiểu vải rất là đanh luôn ạ. Đó, và cái mẫu này thì cực kỳ đẹp luôn. Màu đỏ là một màu chúng ta mặc cho Tết. Mà sắp đến Tết rồi, chẳng còn bao nhiêu lâu nữa đến Tết rồi đúng không? Thì chúng ta phải chọn cho mình những cái bộ trang phục làm sao để nhìn nổi bật. Thường thì mọi người sẽ chọn những bộ váy, những cái bộ quần áo rất là lộng lẫy, nhưng mà bộ trang phục đó chỉ hợp để chúng ta đi chúc Tết thôi. Còn để chúng ta mặc ở nhà, chúng ta tiếp khách hay là chúng ta sẽ mặc ở nhà trong dịp lễ Tết đó, bởi vì đa phần Phương nghĩ rằng thời gian Tết là thời gian chúng ta ở nhà mà, thì làm sao để chúng ta mặc đẹp nhất khi ở nhà, thì Mega Fashion đã tìm ra tất cả các giải pháp cho mọi người đây. Đó là có một cái bộ sưu tập về những set bộ như thế này. Và đây là một trong những set bộ cực kỳ nổi bật ở Mega Fashion dành tặng cho mọi người để mọi người mặc trong dịp Tết. Nó có màu đỏ này, chất lì chắc chắn này. Bộ này chúng ta có thể mặc có thể nấu ăn hoặc là đi lại trong nhà cực kỳ thoải mái, bởi vì nó co giãn rất là thoải mái này. Đi chạy bộ, đi tập thể thao, đấy, rất là thoải mái luôn. Nhưng mà nó lại không kém phần thời trang. Mọi người nhìn rất là thời trang đúng không? Đấy, chúng ta chỉ cần đi một đôi giày thể thao trắng này là chúng ta nhìn đã rất là thể thao và thời trang rồi. Đấy, cái đường chiền, đường viền ở đây in chữ nổi cực kỳ đẹp này. Mọi nhìn chữ nổi luôn. Đấy, chữ là chữ nổi nha mọi người, không phải là chữ in chìm nha. Đấy, và cái đường kẻ này cũng cực kỳ đẹp ạ. Khóa cũng rất là chắc chắn, mọi người nhìn khóa này, rất là chắc chắn luôn. Và đằng sau thì có mũ, mọi người nhìn đằng sau có mũ rất là đẹp đúng không? Đấy, có thể đội mũ lên trên. Đằng sau rất là đẹp như thế, rất là xinh ạ. Mặc bộ này thì nhìn các bạn sẽ trẻ, phải ít nhất là trẻ hơn 5 tuổi, Phương đảm bảo mọi người luôn. Bộ trang phục này thì phù hợp cho những người từ 30 tuổi đến 45 tuổi đều mặc được hết nha mọi người. Sẽ giúp mọi người trẻ hơn tuổi nhưng mà nhìn nó lại không bị trẻ con, nó không bị trẻ quá, vì nó vẫn có cái độ gọi là độ chín chắn nhất định, độ lịch sự và tao nhã nhất định này. Đấy, rất là đẹp luôn. Dạng gọi là ôm bom này. Đấy, khi mà có cái dạng áo như thế này, dạng áo mà bom ở dưới, bó ở dưới như thế này, thì nhìn chúng ta sẽ có cái vòng hai, nhìn nó không bị lộ. Nếu vòng hai có lỡ to thì nhìn nó không bị lộ đúng không? Rất là đẹp. Dáng đằng sau cũng rất là đẹp này, mọi nhìn thấy đẹp đúng không ạ? Rất là ấm áp, chất liệu này thì cực kỳ ấm áp luôn, nên mọi người cực kỳ yên tâm. Nếu mà Tết mà có lạnh một chút thì bộ này cũng rất là phù hợp nha. Đấy, màu sắc thì quá phù hợp với dịp Tết này rồi. Bộ này thì cũng đủ size nha mọi người. Những ai mà dưới 50 cân thì chúng ta sẽ mặc size S này. Từ 50 cân đến 55 cân chúng ta sẽ mặc size M. Từ 55 cân đến 60 cân thì chúng ta sẽ mặc size L. Trên 60 cân thì chúng ta sẽ mặc size XL nha mọi người. Gọi là có đủ tất cả các size cho mọi người lựa chọn luôn nha. Kỳ thể thao, cực kỳ đẹp này. Cực kỳ gọi là tôn dáng của mọi người luôn này. Cực kỳ sáng da nha mọi người.